cập nhật diễn biến cuộc bầu cử Hoa Kỳ mới nhất ngày 26 tháng 10 năm 2024. Tin đóng, cuộc điều tra gian lận bầu cử bùng nổ tại bang Colorado, 30.000 phiếu được phát hiện. Tổng thống Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất và lời hứa về ân xá chấn động. Liên minh Trommers sẽ thành lập Quỹ ban giải thoát Hoa Kỳ khỏi cơn ác mộng chăm sóc sức khỏe liên bang và bộ máy quan liêu chăm sóc sức khỏe trị giá 3 tỷ đô la của Biden-Harris. Và sau đây là phần tin chi tiết. Hàng ngàn lá phiếu tại quận Mesa, Colorado đang được trà soát kỹ lưỡng sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu gian lận. Các quan chức bầu cử đã phát hiện ít nhất một chục lá phiếu giả mạo, chăm ngòi cho một cuộc điều tra hình sự nghiêm túc. Cuộc điều tra chính thức được khởi động. Vào thứ Năm, Bộ trưởng Ngoại giao Colorado Jenna Griswold đã công bố tại cuộc họp báo rằng một cuộc điều tra hình sự đang được mở tại quận Mesa, có vẻ như ít nhất một chục cử tri đã bị đánh cắp quyền bỏ phiếu mà không hề hay biết, Griswold tiết lộ. Vụ gian lận được phát hiện trong quá trình xác minh chữ ký, bước quan trọng để đảm bảo tính hợp lệ của lá phiếu. Các nhân viên bầu cử đã so sánh chữ ký trên lá phiếu với chữ ký trong hồ sơ và phát hiện sự khác biệt đáng ngờ. Khi liên hệ với cử tri thông qua quy trình curing, xác minh lại chữ ký bị từ chối họ phát hiện một số lá phiếu đã bị điền gian lận. Manh mối được hé lộ từ cử tri. Cảnh báo đầu tiên đến khi một cử tri thông báo rằng họ chưa nhận được lá phiếu, dù lá phiếu đã được gửi và bỏ phiếu theo hệ thống ghi nhận. Một cử tri khác cho biết đã nhận được thông báo từ Ballot Tracks, hệ thống theo dõi lá phiếu của tiểu bang, rằng lá phiếu của họ đã được nhận, dù họ không hề yêu cầu hoặc bỏ phiếu. Sau cuộc điều tra nội bộ từ văn phòng tư ký quận, nhiều lá phiếu khác đã được xác định có cùng chữ ký, cho thấy đây có thể là một âm mưu gian lận của tổ chức. Văn phòng, phòng biện lý quận Mesa, trên Rubinstein, đã chính thức vào cuộc với cuộc điều tra hình sự. Ra soát tất cả 30.000 lá phiếu qua thư. Hiện các quan chức đang tiến hành kiểm tra toàn bộ 30.000 lá phiếu gửi qua thư đã nhận được cho đến thời điểm này. Theo báo cáo từ Colorado Newsline, điều này nhằm phát hiện thêm bất kỳ lá phiếu gian lận nào có thể đã lọt lưới. Bộ trưởng Chris Wall khẳng định những nỗ lực gian lận này đã bị phát hiện và xử lý nhanh chóng nhờ các công cụ tiên tiến của hệ thống bầu cử colorado các nạn nhân của hành vi gian lận sẽ nhận được lá phiếu mới để đảm bảo quyền bỏ phiếu của họ colorado là một trong số ít tiểu bang gửi phiếu bầu cho tất cả cử tri đã đăng ký bất kể có yêu cầu hay không nhờ hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt và minh bạch các hành vi gian lận đã nhanh chóng được phanh phui đảm bảo sự an toàn và tin cậy cho mọi cuộc bầu cử Vụ việc tại quận Mesa là lời cảnh tỉnh về sự nghiêm trọng của gian lận bầu cử, nhưng cũng đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống kiểm tra bảo mật. Cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra và những phát hiện mới sẽ được cập nhật sớm nhất. Tổng thống Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất và lời hứa về ân xá chấn động. Kính thưa quý vị thân mến, cựu tổng thống Trump thừa nhận sai lầm lớn nhất, chọn những người xấu, không trung thành. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn trên podcast, The Joe Rogan Experience ngày 25 tháng 10, Donald Trump tiết lộ rằng sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là đặt niềm tin vào những người không trung thành và tệ hại. Tổng thống Trump thừa nhận, sai lầm lớn nhất của tôi là đã chọn sai người. Tôi có chọn một số người tuyệt vời, nhưng cũng có những người mà đáng ra tôi không nên tin tưởng. Ông đặc biệt nhắm vào John Biden, cựu cố vấn an ninh quốc gia, gọi ông này là kẻ ngốc. Động thái này diễn ra không lâu sau khi John Kelly, cựu chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, tố cáo trump đã ngưỡng mộ các tướng lĩnh của adolf hitler vì lòng trung thành của họ một cáo buộc mà trump phủ nhận mạnh mẽ trump đáp trả rằng kelly là kẻ thoái hóa dựng chuyện từ lòng căm ghét và rằng các cáo buộc đó là lời nói dối trump khẳng định đây là một bài học quý giá và nếu ông trở lại tòa bạch ốc chỉ những người trung thành và tài năng mới được chọn trong một tuyên bố đầy bất ngờ trump cho biết nếu ông trở lại vị trí tổng thống ông có thể sẽ ân xá cho hunter biden con trai tổng thống joe biden bất chấp sự đối xử bất công mà ông đã phải chịu. Phát ngôn này đánh dấu sự đảo ngược mạnh mẽ so với những chỉ trích trước đây của Trump đối với các vấn đề pháp lý của Hunter Biden. Phát biểu trong buổi phỏng vấn với Hugh Hewitt ngày 24 tháng 10, Trump nói: "Tôi không như Joe Biden, bất chấp những gì họ đã làm với tôi, tôi sẽ không loại Hunter khỏi danh sách ân xá." Trump chỉ trích rằng vụ bê bối của Hunter Biden đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đất nước. "Câu chuyện này thật tệ hại cho quốc gia chúng ta." ông cũng nhắc lại rằng trong nhiệm kỳ trước dù đã từng kêu gọi giam bảy lại ám chỉ Hillary Clinton, Trump đã không để điều đó xảy ra vì muốn duy trì sự ổn định chính trị. Hunter Biden hiện đang đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm việc sở hữu súng trái phép trong lúc nghiện ma túy với mức án có thể lên tới 25 năm tù. Tổng thống Trump cho rằng tiêu chuẩn kép trong bộ tư pháp dưới thời Biden là minh chứng rõ ràng cho cuộc đàn áp chính trị nhắm vào ông. Với sự quyết tâm quay trở lại tòa bạch ốc. Ông Trump không chỉ khẳng định sẽ cải tổ đội ngũ lãnh đạo, mà còn mở ra khả năng hòa giải chính trị thông qua lời hứa ân xá Hunter Biden. Tổng thống Trump gửi thông điệp rằng, tôi chiến đấu không phải vì bản thân mình, mà là vì tương lai của nước Mỹ. Với những phát ngôn này, Tổng thống Trump không chỉ bác bỏ mọi cáo buộc phe cánh tả phù khống cho ngài, mà còn thể hiện của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, bao dung và tập trung vào lợi ích quốc gia trước tiên. Nếu Trump đắc cử, một thời kỳ mới với tinh thần đổi mới và sự cải cách triệt để sẽ được khởi động. Hành động ân xá Hunter Biden cũng là thông điệp hòa giải chính trị mạnh mẽ mà Tổng thống Trump muốn gửi đến toàn bộ nước Mỹ. Chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ giấc mơ Mỹ trước tiên. Liên minh trump Musk sẽ thành lập Ủy ban Giải thoát Hoa Kỳ khỏi cơn ác mộng chăm sóc sức khỏe liên bang và bộ máy quan liêu chăm sóc sức khỏe trị giá 3 tỷ đô la của Biden-Harris. Kính thưa quý vị, Kamala Harris nổi tiếng với những câu chữ khó hiểu, không nhất quán và buồn cười một cách bi thảm. Chuyến trở lại quán salad thường xuyên nhất của bà là khi bà yêu cầu những người ủng hộ mình tưởng tượng. Những gì có thể xảy ra không bị gánh nặng bởi những gì đã xảy ra. Hai năm trước, Harris đã thực hiện trách nhiệm hiến định duy nhất của mình với tư cách là phó tổng thống và phá vỡ thế cân bằng 50-50 về đạo luật giảm lạm phát IRA, một phần cốt lõi trong chương trình nghị sự đầu tư vào nước Mỹ của chính quyền Biden-Harris bà phải chịu trách nhiệm về thiệt hại mà chương trình này gây ra cho Medicare. Trong số những điều khoản gây tổn hại nhiều hơn mà chế độ Biden-Harris lén lút đưa vào IRA là các biện pháp mở rộng bộ máy quan liêu chăm sóc sức khỏe liên bang thêm 3 tỷ đô la. Mọi người sáng suốt trên hành tinh này đều biết rằng tiền chăm sóc sức khỏe nên được chi cho việc chữa bệnh cho bệnh nhân thay vì thuê các viên chức hoặc làm giàu cho những người trung gian như những người quản lý phúc lợi dược phẩm PBM cực kỳ giàu có. Tuy nhiên, dưới sự bảo trợ của giảm lạm phát Đảng dân chủ đã tìm cách nhấn chìm bệnh nhân và nhà cung cấp trong một biển hạn chế, quy định và lãng phí. Thật vậy, như một chuyên gia đã giống lên hồi chuông cảnh báo trước quốc hội, luật IRA trao quyền cho các chính trị gia và viên chức, nhiều người không có bất kỳ chuyên môn y tế nào, để ra quyết định về chính sách chăm sóc sức khỏe một cách bí mật, bỏ qua thông báo và trách nhiệm giải trình của công chúng. Than ôi, đây là triệu chứng quá rõ ràng cho cách tiếp cận của họ đối với quản trị tìm giải pháp trao quyền cho cỗ máy chính trị của bạn thay vì mang lại kết quả tích cực. Về mặt chính sách, chủ nghĩa tự do là một thất bại rất tốn kém. Về mặt bảo trợ mà nó từng nổi loạn, thì nó đã là một thành công đáng kể. Đặt lợi ích đặc biệt lên trên người dân sẽ là cái tên chính xác hơn cho IRA. Thật không may, việc ăn cắp tiền của người cao tuổi đã trở nên quá phổ biến trong Nhà Trắng của Biden-Harris. Chế độ của họ đã đột kích gần 300 tỷ đô la từ Medicare và phân bổ lại số tiền đó cho các dự án xanh giả mạo ủng hộ Trung Quốc và sau đó để che đậy việc tăng phí bảo hiểm Medicare phần D, họ đã đột kích thêm hàng tỷ đô la từ quỹ ủy thác Medicare để cứu trợ các công ty bảo hiểm lớn ngay trước cuộc bầu cử. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đang ngày càng tột hậu khi các nguồn quỹ quan trọng được chuyển vào thủ tục hành chính quan liêu thay vì đổi mới. Chi phí hành chính đã tăng vọt, chuyển hướng các nguồn lực có thể thúc đẩy những tiến bộ y tế mang tính đột phá thay vì ưu tiên nghiên cứu tiên tiến và các phương pháp điều trị cứu sống, quá nhiều chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe bị tiêu tốn vào giấy tờ, giao thức tuân thủ và hệ thống lỗi thời. Việc phân bổ sai quỹ này kìm hãm nghiên cứu, chăm sóc bệnh nhân và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Để khắc phục điều này, gần đây Donald Trump đã kêu gọi thành lập một quỹ ban hiệu quả để thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của toàn bộ chính quyền liên bang. Ý tưởng đầy tầm nhìn này được đưa ra cho không ai khác ngoài Elon Musk người cũng tình nguyện dẫn đầu. Thay vì thêm nhiều lời lẽ xấu trọng, nước Mỹ cần những giải pháp thực sự. Quỹ ban hiệu quả Trump mess sẽ thu hồi 3 tỷ đô la mà Biden và Harris đang chia cho bộ máy hành chính chăm sóc sức khỏe liên bang mới và thay vào đó tập trung trở lại vào việc ổn định Medicare, đúng nơi nó thuộc về. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại